Vừa qua, tại phiên họp hội đồng quản trị đầu tiên sau đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Việt Nam MXV, được sự tín nhiệm của các thành viên, ông Phạm Ngọc Bình đã được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty. Với cương vị trọng trách của mình, MXV hy vọng tân Chủ tịch Hội đồng Quản trị mới, các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban điều hành MXV sẽ nỗ lực để thực hiện nhiệm vụ được Đại hội đồng Cổ đông giao phó với tinh thần trách nhiệm, trung thực, tuân thủ luật pháp, điều lệ và quy chế của công ty, tiếp tục hoàn thiện, nâng cao nguồn nhân lực và phát huy văn hóa mà MXV đã xây dựng trong những năm qua, nhằm đảm bảo kinh doanh hiệu quả, đưa MXV ngày càng phát triển, đem lại lợi ích tối đa cho các cổ đông và người lao động làm việc trong công ty.